Xin chào quý vị và bà con. Gió tây nam đang hoạt động mạnh ở khắp ven bờ từ Ninh Thuận xuống tới Cà Mau và quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa. Những đường gió màu vàng cam là thể hiện cho cường độ gió mạnh từ cấp 6 trở lên đang tập trung rất nhiều ở khu vực biển này. Cảnh báo chiều đến đêm nay, gió ở vùng biển từ Ninh Thuận xuống tới Cà Mau, ra đến ngoài khơi quanh vùng biển, huyện đảo Trường Sa tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng là từ 2 đến 4 mét, biển động, trời mưa rông tiềm ẩn với lốc xoáy nguy hiểm. Còn vùng biển ven bờ, từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi và quanh vùng biển, huyện đảo Hoàng Sa, chiều và đêm nay mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, đa phần là nắng giáo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km trên đất liền chiều đến tối nay các tỉnh thành nam trung bộ và tây nguyên tiếp diễn mưa rào kèm với rông cục bộ có những nơi mưa to với lượng mưa ở đây phổ biến là từ 15 đến 30 mm và có nơi mưa vượt 80 mm cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh cũng như ngập úng ở những vùng trụng thấp lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn đồi dốc đó là về chiều tối. Còn trong ngày, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, trời vẫn nắng nhiều và nóng với nền nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C và có nơi là trên 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt. Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.